Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Và xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Và hôm nay chân vịt cao tốc lại về, em quay cho bà con mình nha. Con này là 4 tấc 8 chạy cho chân vịt 6 tấc, 6 tấc 2 chạy cao tốc nha. Mời bà con mình xem chi tiết giá rẻ ngày hôm nay bà con ơi. Dạ tiếp tục hôm nay em quay cho cô chú anh chị mình về cái chân vịt cao tốc. Dạ và thường thường cô chú anh chị mình hỏi em là chân vịt cao tốc là sao Tâm? Chân vịt thường là như thế nào? Thì sẵn hôm nay em quay em giới thiệu luôn cho bà con mình. Con này là 48 nè. 48 cao tốc nha cô chú anh chị nha. Đây là 48 thường nè. 4 tấc 8 thường nè bà con. Thì 4 tấc 8 thường nha. 4 tấc 8 thường thì cái con của nó, cái loại này là loại đặc biệt luôn chứ không phải loại thường nữa. 4 tấc 8 đặc biệt là nó 7 phân. 4 tấc 8 đặc biệt là nó chạy cho chân vịt 5 tấc 2, 5 tấc 4, 5 tấc 6. 4 tấc 8 này chạy cho 5 tấc 6 nè. 4 tấc 8 đặc biệt. Đó. Cái cùi của nó ngắn lắm cô chú anh chị, nó có 7 phân thôi. Độ bắt nước của nó 7 phân mà cái loại này là đặc biệt nha, loại thường là còn nhỏ nữa. Về tới chân vịt cao tốc thì như thế này nè. Cái độ bắt nước của nó, chiều cánh ở bên trong nó không bị tuột nước nha cô chú anh chị nha. Cùi nó là 15 16 luôn. 15 16 phân cho nên là bà con mình chạy cái ga cuối không bị giật ghe, không bị hụt ghe, nó không bị nát nước luôn. Rất là đã. Cái này là 4 tấc 8 chạy cho 6 tấc, 6 tấc 2, 5 tấc 8 nha cô chú anh chị nha. Những cô chú anh chị nào chạy vỏ composite, vỏ tốc độ, khai thác thì liên hệ với em. Con này 48 mà cùi khủng khiếp luôn. Cùi 16 phân, 15 16 phân. Cái này thì cái độ bắt nước từ dưới lên để em đo thử luôn. Coi cái giọt nước từ dưới lên có bao nhiêu nha bà con. Cùi là 15 phân, giọt nước nè. Giọt nước là 19 nha bà con. 19 phân. Chạy rất là đạt cô chú anh chị. Hiện tại chân vịt này là 12 kg rưỡi. 12 kg rưỡi nha. Giọt bắt giọt xả cực kỳ đẹp luôn. Rất là đỉnh nha bà con. Và cái cánh chân vịt này thì nó nặng là 12 kg rưỡi nha cô chú anh chị nha. 12 kg rưỡi 4 tấc 8. Cùi rất là sâu nha bà con. Cánh rất là đẹp luôn, cực kỳ chi tiết luôn, quá đã. Chân vịt cao tốc lại về tiếp. Dạ bà con ai vừa mắc thì liên hệ với số điện thoại em để bên dưới, có nhận giao ship toàn quốc. Dạ tùy vị trí. Nè, giọt nước nè bà con. Cánh chặt mỏng lét à. Nhưng mà bên trong thì nó dày nha, cái giọt cánh chặt thì nó mỏng, ở trong nó dày lắm. Thoải mái bà con mình chặt nè. Dì cuối luôn. 4 tấc 8 nha bà con, rút cánh lại. 4 tấc 8 cùi 15, giọt nước 19. Siêu đỉnh luôn, siêu đẹp. Nè. Chiều nước nè bà con. Đỉnh chưa? Giọt bắt giọt xả nè. Cực kỳ sướng. 4 tấc 8 nha bà con. 4 tấc 8 mà nặng khủng khiếp. Một trời một vực luôn. 12 kg rưỡi. Dạ bà con ai muốn chạy cao tốc, dạ hoặc là chạy rút cánh lại sợ đụng lường á thì liên hệ với em. Về được con 4 tấc 8. 4 tấc 8 cao tốc nha, siêu đẹp luôn. 4 tấc 8 thường nè. Để vô đúng một tờ giật luôn nè. Hai thằng 48 hết đó bà con. Khác biệt xa chưa? Mà 48 là đặc biệt chứ không phải 48 thường nữa. Khác xa lắm. Rồi, có nhận giao ship toàn quốc. Chân thành cảm ơn bà con mà rất là nhiều. Và xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Cảm ơn bà con. Con này là 12 kg rưỡi nha, 48 chạy cho 6 tấc. 6 tấc, 6 tấc 2, 5 tấc 8 rút lại. Rồi tạm biệt bà con. Bye bye cô chú anh chị. Quá đẹp luôn.